Alo sếp à? Vâng, tôi đang đến rồi. Cái gì đấy, đi ra. Alo, vâng. Một phòng thôi. Bao nhiêu? 20.000 ạ. Alo, vâng, tôi đến rồi. Vâng. Cháu ơi cháu, chú mua cái kẹo cao su. Bao nhiêu hả cháu? 10.000. Này, gửi. Con ngày hôm nay bán được gì chưa? Buôn bán thế này à? Liệu cái hồn ấy ngày hôm nay không bán được gì về em chết đòn ấy. Làm thế này là nguy hiểm lắm không? Chú ơi, sáng nay chú đưa nhiều tiền quá, cháu không có tiền trả lại đâu ạ. Chú ơi! Ui, cháu thật thà mà. Thôi thế số tiền này thì chú tặng cháu nhá. Cháu chỉ lấy đúng số tiền phong kẹo cao su thôi ạ. Thôi. Rồi, thế cảm ơn chú. Ê, buôn bán thế này à? Từ sáng đến giờ chưa bán được cái gì à? Từ sáng tối cũng được cái việc gì mà chết đòn nhá. Tôi cũng mua hết chỗ này nhé.